Cách thứ hai để in bản vẽ là tôi không dùng nét vẽ ở trong layer mà tôi sẽ dùng màu sắc để in. Ở đây có bốn màu: màu trắng, màu tím, màu đỏ và màu đây là màu 250. Cách làm như sau: dùng chuột tích vào file plot. Tab đầu tiên tôi chọn máy in. Tiếp theo trong ô name tôi chọn ACAD CTB. Nhét Edit để chỉnh sửa màu sắc. Màu đen ở đây tôi chọn, màu đen chính là màu trắng. Tôi chọn màu trắng là 0,9. Màu đỏ, nét mảnh tôi chọn là 0,3. Màu tím tôi chọn là 0,5. Và cuối cùng một màu 250. Nét vẽ kích thước tôi chọn là 0,3. Sau đó tôi xếp vào cloud. Số lượng copy là 1. Tab tiếp theo, khổ giấy tôi chọn khổ A4. In kiểu đứng. Chọn cửa sổ in, tích chuột vào hai cái góc. View. Như vậy, nét cơ bản là 0,9, 0,5, 0,3. Sau đó tôi ấn OK. Máy sẽ in.